Sau đây là thông tin về cơn bão số 3. Bão số 3 đang di chuyển chậm và gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 112,9 độ kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía tây nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 112,5 độ kinh Đông trên vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, vùng biển nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 111 đến 114,5 độ Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.